Hello anh em, lại là một video nữa về GoPro Hero 10. Trong video này thì mình sẽ nêu ra những cái lý do vì sao mình lại lựa chọn chiếc action cam này. Đáng ra ấy thì mình sẽ chỉ mượn chiếc camera để quay thôi, nhưng mà về sau sử dụng thì mình cảm thấy phê quá, mê quá, thế nên là mình sẽ quyết định là mình xuống tiền để quất cái chiếc camera này anh em ạ. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua một số cái lý do vì sao mình lại lựa chọn chiếc action cam này anh em nhé. Bắt đầu thôi. Một chiếc action cam phải nói là khá đắt, hơn 13 cho tới gần 14 triệu đồng, nhưng mà tại sao lại luôn luôn cháy hàng? Hàng nó về số lượng ít thì cũng là một cái lý do gọi là có thể chấp nhận được đi, nhưng mà tại sao mà cứ về hàng phát là hết, cứ về hàng phát là hết rất là nhanh anh em ạ. Đây cái lý do vì sao mà GoPro 10 lại đắt khách tới thế, thì đó cũng là những cái lý do mà mình đã quyết định là mình xuống tiền và mình quất chiếc camera này anh em ạ. Cái lý do đầu tiên về cái tốc độ của em nó, với cái con chip là GP2 thì nó cho mình một cái tốc độ xử lý nhanh hơn, nhạy hơn và mọi cái phản ứng gần như là tức thì. Màn hình cảm ứng thì rất là mượt. Đấy, như em có thể thấy này, mình đã vuốt chạm những cái thứ, nó rất là mượt và nó rất là nhạy anh em ạ. Đó là lý do đầu tiên khiến mình cảm thấy rất là thích cái chiếc action cam này. Và cái độ nhanh, độ nhạy của em nó sẽ dẫn tới một cái thứ nữa, đấy chính là về cái quick capture, cái mà ăn tiền ở trên GoPro. Với Quick Capture anh em sẽ chỉ cần ấn cái nút quay phim ở bên trên này, lập tức máy sẽ quay luôn. Và khi mà anh em ấn tắt, anh em ấn ngắt quay phim ấy, thì máy sẽ tự động tắt. Nó sẽ rất là tiết kiệm pin là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ ngay lập tức nó thu lại cho mình cái khung hình ngay lúc đó. Nó sẽ giúp cho chúng ta có thể dễ dàng lưu lại những cái highlight trong cuộc sống chúng ta hàng ngày, đúng không nào? Thì với Quick Capture ở trên cái phiên bản GoPro 10 này, nó gần như là nó xử lý nhạy bén và nó nhanh hơn rất là nhiều. Ok, và mình cảm thấy rất là hài lòng với chiếc action cam này. Lý do tiếp theo đấy chính là về cái nhiệt độ của em nó. Bây giờ đây thì mình cảm thấy là trải nghiệm cái chiếc action cam này nó không còn bị nóng như là trên những phiên bản action cam đời trước nữa. Nó không còn bị nóng nữa, và kể cả khi mình quay ở 4K và 30fps thì chiếc máy này nó cũng chỉ hơi ấm lên mà thôi. Như vậy là đã quay được 43 phút 46 giây, còn bao nhiêu phần trăm pin này? 15% pin. Lúc này thì máy cũng khá là ấm. Ấm thôi, không hẳn là nóng ran đây như là những con máy đời trước đâu. Ấm thôi, quay 4K như này, với độ như này là ổn rồi. Nếu như mà anh em quay ở 5,3K và 60fps ấy, thì điều này để mà nói là không nóng ấy thì rất là khó, đúng không nào? Gần như là chiếc máy quay nào nó cũng nóng mà thôi. Bởi vì là sao ạ? Một cái thân hình nó nhỏ tí như thế này, nó nhỏ như là cái bao diêm như thế này, và chúng ta đòi là quay ở 5,3K 60 mà nó không nóng, đây là một cái điều gần như là không thể. Gần như là không thể, kể cả trên những chiếc máy quay chuyên dụng đi, trên những chiếc Sony A7 đi, anh em có quay ở 4K thì nó cũng đã khá là nóng rồi anh em ạ. Cho nên là trên một chiếc máy quay nhỏ gọn như thế này, 5,3K 60 ấy, thì không thể nào mà không nóng được. Nhưng mà với 4K và 30 nhá anh em nhá, là một cái độ phân giải cũng như là một cái frame rate nó khá là lớn rồi. Tuy nhiên ấy, thì cái máy này nó vẫn rất là mát mẻ cho chúng ta, nó chỉ hơi ấm lên một xíu mà thôi. Đó, mình cảm thấy đây là một cái điều mà cải tiến rất là đáng giá. Cái điểm tiếp theo nữa đấy chính là một cái thứ mà mình cảm thấy rất là thích ở trên chiếc máy quay này. Thật ra thì nó đã có ở trên cả phiên bản GoPro 9 rồi cơ, nhưng mà trên GoPro 10 này thì mình trải nghiệm mình thấy là nó thích cỡ nào. Đấy chính là cái HiSight ở trong này. Tức là cái HiSight này nó sẽ tự động lưu lại khoảng độ 15 cho tới 30 giây trước khi mà chúng ta bấm máy. Ok, ví dụ như là anh em thấy một cái highlight, anh em đi trên đường anh em thấy một cái highlight, anh em muốn lưu nó lại, nhưng mà anh em sợ rằng là bấm lúc đó thì nó sẽ không còn cái gì cả. Nhưng mà không, với GoPro 10 anh em bấm và nó sẽ lưu lại khoảng 30 giây trước đó. Tức là từ lúc chúng ta quan sát tới lúc mà chúng ta nhận ra để mà chúng ta bấm máy ấy, nó sẽ chỉ trong khoảng độ vài giây mà thôi anh em ạ. Chính vì thế mà chắc chắn là chúng ta sẽ lưu lại được cái highlight đó. Đó là cái điều mà mình cảm thấy là nó quá là đáng tiền. Và công nghệ bây giờ ấy, như thế mới gọi là công nghệ đáng tiền anh em ạ. Thì với cái chiếc máy quay này, khi mà chúng ta muốn lưu lại một cái highlight gì đó trong cuộc sống của chúng ta, và nếu mà chúng ta đang gắn cái chiếc GoPro của chúng ta ở trên ngực hoặc là trên đầu, thì chúng ta sẽ chỉ cần nhanh chóng là nhìn về phía đó và ấn máy quay mà thôi. Và mình chắc chắn với em nó sẽ lưu lại được cái highlight đó ngay lập tức cho anh em. Ok, một cái điểm mà mình cảm thấy nó khá là thông minh và nó rất là đáng tiền ở trên chiếc máy quay này. Đó là một số các cái điểm gọi là cải tiến mà mình cảm thấy đáng tiền nhất mà mình đã quyết định là xuống tiền để xúc cái chiếc máy quay này về phục vụ cho cái cuộc sống hàng ngày của mình. Và mình nghĩ là trong thời gian tới thì mình sẽ ra thêm một số các video nữa trải nghiệm về chiếc máy quay này trong cuộc sống hàng ngày, là một ngày đi làm của mình như thế nào, hay là một ngày đi quay của mình ở bên ngoài như thế nào, cũng như là một số cái short film cinematic được tạo ra bởi chiếc GoPro Hero 10 này. Thì nếu mà em quan tâm ấy, hãy subscribe channel cũng như là ấn like video và hãy nhớ một nút chuông để có thể nhận thêm thông báo về những video mới. Thì chúng mình sẽ ra thêm những video mới để phục vụ anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Bye.